Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin thời sự ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp gỡ giới chức và một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Chương trình hiến máu hành trình đỏ được tổ chức tại 51 tỉnh thành phố và khai mạc toàn quốc tại khu vực Tây Nguyên. Nắng nóng và khô hạn đang gây ra nhiều thiệt hại trong sản xuất và khó khăn trong sinh hoạt của người dân nhiều địa phương. Công tác về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có cuộc họp đầu tiên sau khi được thành lập vào năm ngoái. Mở đầu chương trình là một số hoạt động ngoại giao đáng chú ý của lãnh đạo chính phủ và một số bộ ngành. Ngày 4 tháng 4 tại thủ đô Washington DC, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gặp gỡ giới chức và một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp với cố vấn cấp cao về chính sách biến đổi khí hậu quốc tế John Podesta tại Nhà Trắng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ để thực hiện các cam kết về khí hậu cũng như mục tiêu giảm phát thải ròng khí nhà kính phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông Podesta cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong phát triển năng lượng sạch, chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo. Khẳng định tiếp tục trợ giúp Việt Nam về tài chính và kỹ thuật thông qua các cơ chế đa phương. Tại cuộc họp trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Bernstein, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị hai nước tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm của khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông Bernstein khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên thời gian qua. Tại cuộc gặp, Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ Lisa Biwan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá các lĩnh vực ưu tiên của DFC phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Tin tưởng DFC và Việt Nam sẽ có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác. Đề nghị DFC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phó Giám đốc DFC cho biết sau chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị DFC mở rộng hoạt động tại Việt Nam và DFC đang tìm cách thực hiện chỉ đạo này. Bà Biwan cho rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của DFC trong khu vực. DFC đã tăng mức đầu tư từ 15 triệu lên 150 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư tư nhân tại Việt Nam. Tại tọa đàm doanh nghiệp do Phòng Thương mại Hoa Kỳ USCC và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC đồng chủ trì với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, hàng không, y tế. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC Ted Osius cho biết Hội đồng vừa có chuyến thăm Việt Nam rất thành công. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất hào hứng khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đánh giá cao sự điều hành của chính phủ Việt Nam và mong muốn chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo môi trường, chính sách, thể chế thuận lợi hơn để ngày càng nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, hàng không, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đại diện một số bộ ngành của Việt Nam đã giải đáp một số quan tâm cụ thể của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, hàng không. Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ John Neffer, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao các hoạt động của Hiệp hội trong thúc đẩy, hợp tác và phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam. Ông John Neffer mong muốn Việt Nam quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp thành viên SIA, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển ngành bán dẫn thời gian tới. Trong các cuộc tiếp riêng chủ tịch và lãnh đạo một số doanh nghiệp Hoa Kỳ như Intel, Dell, Apple và Boeing, Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp này tại Việt Nam và cho biết chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn và tiếp tục có chiến lược đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong khu vực. Cảm ơn chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm,
chỉ đạo các bộ ngành và địa phương cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh. Ngày 5 tháng 4 tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 28. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã ghi nhận các kết quả hợp tác quan trọng đạt được kể từ hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 27, khẳng định các sáng kiến hợp tác tài chính khu vực đã tạo môi trường thương mại, đầu tư thuận lợi, tạo dựng thị trường tài chính, hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng và giúp phục hồi năng lực sản xuất của các nền kinh tế các nước ASEAN trong điều kiện rủi ro, khí hậu và thiên tai gia tăng. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế chính sách quản lý hải quan trong vai trò kết nối thương mại, hoan nghênh sáng kiến của Lào về hoàn thành việc nghiên cứu kỹ thuật trong cơ chế một cửa ASEAN thế hệ mới, đề nghị ASEAN thúc đẩy hiện đại hóa và huy động nguồn lực cho cơ chế một cửa ASEAN trong giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Hồ Đức Phước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với AIF để đề xuất thêm các dự án mới huy động vốn từ quỹ trong thời gian tới, cả mong muốn được đóng góp hơn nữa vào thúc đẩy hợp tác hải quan ASEAN thông qua việc đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch và đăng cai tổ chức hội nghị tổng cục hải trưởng hải quan ASEAN lần thứ 33 vào tháng 6 tới tại Phú Quốc. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, trước những băn khoăn về quy định mới thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần. Bộ Công Thương cho biết điều này không có nghĩa là 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần mà còn phụ thuộc vào việc đánh giá tác động kinh tế vĩ mô, cập nhật chi phí sản xuất kinh doanh điện đã đủ mức xem xét điều chỉnh giá điện hay chưa. Đối với sửa đổi quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện, đại diện Cục Điều tiết Điện lực của Bộ Công Thương cho biết cơ bản kế thừa quyết định cũ, nhưng điểm mới là rút ngắn thời gian điều chỉnh xuống 3 tháng một lần để đảm bảo cân bằng tài chính cho EVN. Việc giá điện thì cần điều chỉnh từ theo lộ trình để giảm thiểu tác động đến kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện thì sẽ được xem xét rút ngắn. Việc rút ngắn chu kỳ này cũng là đảm bảo cái chi phí là sẽ không được dồn tích quá nhiều gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của EVN, và bên cạnh đó cũng đưa giá điện thích ứng với sự biến động của các yếu tố đầu vào theo thị trường. Mà nội dung cái này cũng là phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại cái nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Về việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch, Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò trong điều hành giá điện và phối hợp với các bộ ngành khác. Với vai trò của Bộ Quản lý ngành thì Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò trách nhiệm chính trong quá trình kiểm tra, rà soát các phương án giá điện do EVN xây dựng. Và trong quá trình kiểm tra điều chỉnh giá điện cũng như tham mưu Thủ tướng trong điều hành giá điện thì hàng năm thì cái việc Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cũng có tiến hành kiểm tra chi phí và có công khai. Thông tin thêm về vấn đề lo ngại thiếu điện trong năm nay, Bộ Công Thương cho biết đã ban hành riêng kế hoạch cung ứng điện cho các tháng mùa khô. Bộ tin tưởng và khẳng định năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo. Vào ngày 5 tháng 4 tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đã triển khai xây dựng các hạng mục nhà máy nhiệt điện Na Dương 2. Dự án được xây dựng tại thị trấn Na Dương và xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, có tổng mức đầu tư là trên 4.000 tỷ đồng, quy mô công suất 110 MW gồm một tổ máy. Dự kiến khi đi vào vận hành vào năm 2026, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 750 triệu kWh lên lưới điện quốc gia. Việc sớm đưa dự án đi vào hoạt động dự kiến hàng năm sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng hơn 300 tỷ đồng. Đặc biệt cùng với dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 1, hàng năm cả hai nhà máy nhiệt điện sẽ cung cấp cho hệ thống điện khoảng 1,36 tỷ kWh, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 là dự án trọng điểm mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Tỉnh Lạng Sơn cam kết sát cánh, đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư triển khai dự án thuận lợi, sớm hoàn thành đi vào hoạt động đúng mục tiêu, tiến độ đề ra. Thưa quý vị, thuộc thế hệ phóng viên chiến trường tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam, từng vào sinh ra tử tại các mặt trận trong Nam ngoài Bắc, trải qua các chức vụ quan trọng, hành trình hơn 80 năm cuộc đời và sự nghiệp viết văn, làm báo của cố nhà báo Trần Mai Hạnh có cả vinh quang lẫn cay đắng. Nhưng ông đã sống và viết với tư cách một nhân chứng lịch sử đích thực, cần mẫn, lao động trên cánh đồng chữ nghĩa cho đến những phút cuối của cuộc đời. Kính mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn nghề nghiệp của nhà báo Trần Mai Hạnh qua phần tổng hợp ngay sau đây. Nhớ lắm, những ngày chúng tôi xông ra trận địa pháo, tường thuật ghi nhanh những trận địa. Đó là những dòng nhật ký mà nhà báo Nguyễn Văn Trường đã viết về người em, người đồng nghiệp, đồng chí của mình trong những ngày sống và chiến đấu
dưới mưa bom lửa đạn. Nhà báo Trần Mai Hạnh. Được tôi luyện, được thử thách như thế, lại cộng với cái năng khiếu, lại cộng với cái lòng say mê nghề nghiệp, thì những cái yếu tố đó nó tạo nên Trần Mai Hạnh tài năng. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, là một trong ít những phóng viên may mắn có mặt tại Dinh Độc Lập, phóng viên chiến trường Trần Mai Hạnh đã chứng kiến và viết bài tường thuật đầu tiên về những giờ phút lịch sử của đất nước. Đúng giờ phút giải phóng là tôi với anh Văn Bảo đã hiện diện tại Dinh Độc Lập. Cái bài tường thuật đầu tiên tôi viết là hoàn thành và anh Văn Bảo cũng là chụp cái ảnh đầu tiên. Và chiều tối hôm đó khi tôi chuyển cái bài của tôi tường thuật mang cái tên là Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng về căn cứ thông xã giải phóng trên rừng Tây Ninh, và bài báo đã đăng được phát ngay trên bản tin thông xã tối 30 tháng 4. 12 năm ở cương vị phó tổng biên tập thường trực báo Tuần Tin Tức, từ năm 1983 đến năm 1995, ông cùng những người của thế hệ mình đã góp phần đưa Tuần Tin Tức của Thông tấn xã Việt Nam trở thành ấn phẩm có uy tín trong lòng độc giả cả nước, với những loạt bài chống tiêu cực, xây dựng những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng xã hội. Nếu mà mọi người hình dung mà nhớ lại cái thời bây giờ, người ta đã photo những cái bài báo đó và coi như làm những tư liệu, làm cái tài liệu để đi đấu tranh đấy. Những người bị oan ức trong cuộc sống đều tìm đến Thông tấn xã như một địa chỉ tin cậy. Tôi nghĩ đấy là cái đóng góp lớn nhất là của tờ Tuần Tin Tức, cũng như là cái đóng góp của anh Hạnh đối với Thông tấn xã. Năm 1995, nhà báo Trần Mai Hạnh được bầu là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam khóa 6, khóa 7. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV. Trong ký ức của những nhà báo tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà báo Trần Mai Hạnh là người lãnh đạo bản lĩnh có tầm chiến lược, đã góp phần định hình diện mạo mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam như hiện nay, là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Ông Hạnh cũng là người xử lý được những cái vấn đề về cơ chế chính sách, về cái đầu tư của nhà nước để mà cải thiện được cái thu nhập cho phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi nhớ lúc đấy là thu nhập cải thiện đến tăng 2-3 lần so với trước đây. Thế và đặc biệt là trong việc điều hành nội dung hàng ngày thì ông Hạnh là người rất quyết liệt, đấy, rất là cách tân. Thế và luôn luôn là một cái người mà dẫn dắt và truyền cảm hứng cho các phóng viên, biên tập viên của Đài. Nhà báo Trần Mai Hạnh từng chia sẻ, cuộc đời làm báo của ông không chỉ có vinh quang mà còn có không ít đắng cay, kể cả tai nạn nghề nghiệp và những hệ lụy. Thế nhưng, ông đã vượt qua thử thách, vẫn không mất đi niềm tin vào cuộc sống và tình yêu với nghiệp viết. Ông cũng là một nhà văn giàu bút lực, có nhiều đóng góp dấu ấn trong sự nghiệp văn học nước nhà. Trong đó, tác phẩm lớn nhất của ông, tiểu thuyết Biên bản Chiến tranh 123475, đã giành được Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015. Một sức làm việc không tưởng ở cái tuổi ngoài 80. Nói đúng hơn, đó là một ý chí thép, một nghị lực phi thường, một sự minh triết được trưng cất từ hoàn cảnh nghiệt ngã. Ông đã đi hết dặm đường với đủ mọi thăng trầm, để rồi dừng lại trên chính con đường hành quân thống nhất đất nước ngay những ngày đầu tháng 4. Chương trình hiến máu Hành Trình Đỏ được tổ chức tại 51 tỉnh thành phố và khai mạc toàn quốc tại khu vực Tây Nguyên. Nắng nóng và khô hạn gây ra rất nhiều thiệt hại trong sản xuất và khó khăn trong sinh hoạt của người dân nhiều địa phương. Vào sáng mùng 5 tháng 4, nhiều học sinh tại khu vực phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, sau khi ăn sáng có món liên quan đến gà ở trước các cổng trường, đã có biểu hiện buồn nôn, khó thở, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Đến 10 giờ ngày mùng 5 tháng 4, có 10 học sinh trường được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các em vào viện trong tình trạng tỉnh táo, đau bụng, có cảm giác buồn nôn. Người nhà nhiều học sinh kể lại, vào sáng mùng 5 tháng 4, các em được gia đình cho tiền tự mua đồ ăn sáng trước các cổng trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Tiểu học Vĩnh Trường. Các món ăn của các em gồm cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que.
Sau khi ăn sáng vào lớp, các em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, được nhà trường đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, ngành y tế đã yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành điều tra thông tin dịch tễ liên quan vụ việc trên. Hiện ngành chưa xác định cụ thể bao nhiêu trường hợp liên quan. Trước đó vào ngày 30 tháng 3, từ việc ăn ở trước cổng trường, hàng chục học sinh của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng phải nhập viện, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn phải các món ăn từ gà. Các học sinh đã được xuất viện từ ngày 3 tháng 4. Lần đầu tiên, chương trình Hiến máu Hành trình đỏ đã được tổ chức tại 51 tỉnh, thành phố và khai mạc toàn quốc tại khu vực Tây Nguyên. Đây là thông tin được Ban tổ chức Hành trình đỏ công bố tại hội nghị triển khai chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024 diễn ra vào sáng nay, 5 tháng 4 năm 2024 tại thành phố Hải Phòng. Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2013, chương trình Hiến máu Hành trình đỏ với sứ mệnh kết nối dòng máu Việt đã đi qua 11 kỳ tổ chức thành công. Năm 2024 là bước sang lần tổ chức thứ 12. Chương trình dự kiến có sự đồng hành của 51 tỉnh, thành phố. Đây là năm có số địa phương đăng ký tham gia đông nhất từ trước tới nay. Chương trình khởi động vào ngày 1 đến 2 tháng 6 tại tỉnh Đắk Lắk và kéo dài cho đến hết ngày 28 tháng 7. Dự kiến đã sẽ tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng trong năm 2019, chi phí quản lý bệnh thận mạn cao hơn GDP bình quân đầu người và chi phí lọc máu cao gấp 4 lần so với chi phí điều trị bệnh thận mạn ở các giai đoạn sớm. Vâng, đây là những thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm Ngày Sức khỏe Thế giới, Ngày Thận Thế giới và phát động chương trình tầm soát bệnh tim mạch thận do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức vào sáng nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh thận mãn là một bệnh không lây nhiễm, thường gây ra bởi đái tháo đường và tăng huyết áp, đồng thời là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Tử vong do bệnh thận mãn đã gây ra 4,6% tử vong trên toàn cầu và nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 12 vào năm 2017. Tại Việt Nam, có hơn 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mãn, chiếm 12,8% dân số. Việt Nam hiện có hơn 400 đơn vị chạy thận nhân tạo và cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng 30.000 bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mỗi năm. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của bệnh nhân cần lọc máu trên cả nước. Cái bệnh thận thì nó có thể gây ra do rất nhiều các cái yếu tố. Trong đó thì các cái yếu tố về đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp và rất nhiều các cái nguyên nhân có thể gây ra bệnh suy thận. Chính vì thế cho nên là chương trình này sẽ giúp các cho người dân có cái nhận thức rõ ràng hơn về cái bệnh thận cũng như là cái nguy cơ của bệnh thận. Ngày chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2024 là Sức khỏe của tôi, quyền lợi của tôi, để nêu bật quyền lợi về sức khỏe như một quyền lợi cơ bản nhất của con người. Mọi người có quyền được hưởng một tiêu chuẩn sức khỏe ở mức cao nhất có thể. Ví dụ, trẻ em ở mọi nơi, tại mọi quốc gia trên thế giới đều có quyền tiếp cận vaccine. Những người mắc hoặc có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm đều có quyền được khám sàng lọc, xét nghiệm và điều trị. Chủ đề này cũng là lời nhắc nhở tuyệt vời về những tiến bộ đáng kinh ngạc mà chúng ta đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua, trong việc cải thiện sức khỏe của người dân ở Việt Nam và trên thế giới. Tại chương trình lễ phát động, dự án hỗ trợ nền tảng sàng lọc và tổ chức khám bệnh, sàng lọc bệnh cho 1.000 người dân có nguy cơ bệnh lý về tim mạch và thận mãn tính và hỗ trợ cài phần mềm chăm sóc sức khỏe, kiểm soát bệnh mãn tính cho hàng trăm người dân. Dự kiến trong năm nay, hàng trăm nghìn người dân sẽ được sàng lọc qua nền tảng ứng dụng AI và hơn 20.000 người bệnh sẽ được tư vấn thực hiện xét nghiệm chuyên sâu và đánh giá bệnh thận mãn. Nhiều địa phương duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô. Và tại Bình Thuận, nhiều địa phương phía Nam của tỉnh đang đối diện tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều hồ đập thủy lợi, sông suối trên địa bàn đã cạn trơ đáy. Hàng nghìn hecta cây trồng bị thiếu nước tưới, khô héo ảnh hưởng đến năng suất. Nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Do ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao dẫn đến mực nước ngầm hạ thấp. Lượng dòng chảy trên các sông suối tự nhiên bị cạn kiệt. Tính đến đầu tháng 4, lượng nước hữu ích tại các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh Bình Thuận chỉ còn 115 triệu mét khối, đạt 31% dung tích thiết kế. Nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã cạn trơ đáy, nứt nẻ, cá chết la liệt. Nhiều sông suối đập thủy lợi trên địa bàn cũng đã cạn khô. Toàn tỉnh có 960 hectare cây trồng đang bị thiếu nước tưới, 1.175 hectare có nguy cơ bị thiếu nước. Hiện đã có 41 xã phường thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của gần 27.000 hộ dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai các phương án hỗ trợ vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân.
yêu cầu các đơn vị vận hành các công trình thủy lợi kiểm kê nguồn nước để phân phối hợp lý, ưu tiên cao nhất cho nhu cầu nước sinh hoạt và nước cho chăn nuôi, cây trồng lâu năm có giá trị cao. Trong khi đó, tỉnh Hậu Giang đang bước vào cao điểm đợt khô hạn và thiếu nước mặt cao nhất trong mùa khô năm nay. Cơ quan chức năng dự báo từ nay cho đến ngày 15 tháng 4 thì nguồn nước trên sông Hậu chảy vào các sông và kênh rạch trên địa bàn tỉnh thiếu hụt từ khoảng 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Từ ngày 3 đến ngày 15 tháng 4 thì lượng nước mặt trên sông Hậu chảy vào tỉnh Hậu Giang được dự báo là không đủ so với nhu cầu sử dụng nước, đặc biệt là nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang khuyến cáo nước mặn ảnh hưởng theo thủy triều biển Tây qua sông Cái Lớn và kênh Chắt Băng lên nhanh và ở mức cao. Thời gian mặn xuất hiện cao nhất trong ngày từ 8 đến 11 giờ, từ 15 giờ đến 19 giờ. Khuyến cáo người dân Hậu Giang cần tích trữ nước để phục vụ sản xuất, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm cho cây trồng. Trong thời gian cao điểm nắng nóng xuất hiện bức xạ cực tím có hại cho sức khỏe, người dân nên mang theo khẩu trang, kính mát khi đi di chuyển ngoài trời. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn, giữ ngọt, bảo vệ sản xuất và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm cho nhiệt độ tăng cao và độ mặn trong kênh rạch tăng vượt ngưỡng. Tình trạng này khiến cho nhiều diện tích tôm cua nuôi của người dân một số huyện của tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại và bị ảnh hưởng. Trong đó có huyện An Biên có diện tích tôm cua bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 550 ha. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một trong những vuông tôm của nông dân ở xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đang được nông dân cải tạo sau thiệt hại ảnh hưởng do nắng nóng gay gắt và hạn mặn, độ mặn đã vượt quá cái ngưỡng nuôi tôm của bà con nông dân nơi đây. Gắn bó hơn 20 năm với nghề nuôi tôm cua Quảng Canh ở xã Nam Thái A, huyện An Biên, ông Mạc Hoàng Đâu cho biết, mùa khô năm nay là lần thứ hai vuông tôm cua của gia đình ông bị thiệt hại nhiều. Vụ nuôi này gia đình thả nuôi 2 ha, hơn 5 triệu đồng tiền con giống. Tôm cua nuôi được 1 tháng rưỡi bắt đầu chết và thiệt hại nhiều trong những ngày giữa tháng 3. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ nuôi tôm ở xã Nam Thái A. Nếu mà thuận tiện thì bắt cỡ 30, đầu năm tới giờ, mà đầu mùa tới giờ bắt chưa được 10 triệu, 5 triệu gì. Độ mặn này tới 35 phần ngàn, tháng 40 ngày là bị thiệt hại rồi. Một tháng 20 ngày thì nó bị thiệt hại, nhưng là con tôm thì nó bị là đỏ thăng. Nó dẫn làm như là bỏ ăn, thời tiết bằng ngày thì nắng nóng quá, bằng đêm thì quá trời lạnh đi, rồi thêm độ mặn là con tôm là nó bỏ ăn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Biên, tính đến cuối tháng 3 năm nay, toàn huyện thả nuôi tôm gần 26.000 ha. Diện tích thả nuôi tôm tập trung nhiều ở các xã Nam Yên, Nam Thái A, v.v. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, độ mặn tăng cao ảnh hưởng đến ngành nuôi trồng thủy sản của huyện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 550 ha nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại do yếu tố môi trường. Chúng tôi đang kiểm vận hành để kiểm soát mặn. Tuy nhiên thì cũng còn một số cái cống thì hiện nay chúng ta cũng còn tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư, cũng đã được 50% cái lượng cống mà ven biển. Tuy nhiên cũng còn lại một số cái cửa sông thì cũng chưa được hoàn thiện. Thì đối với tỉnh cũng đang đề xuất trung ương, người tỉnh cũng đang ghi vốn tập trung để tiếp tục cái đầu tư. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến phức tạp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao, cùng với nước mặn xâm nhập vào kênh mương gây thiệt hại hơn 700 ha nuôi tôm cua nước lợ ở các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận. Ngành đã điều chỉnh lịch thời vụ thả giống, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong dự báo tình hình để vận hành hệ thống cống, điều tiết nước để hạn chế thiệt hại ảnh hưởng. Thưa quý vị, trong khi đó tại khu vực miền Trung thì nắng nóng cũng đã gây ra những nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. Cụ thể thì chỉ trong vòng 4 ngày từ ngày 1 cho đến ngày 4 tháng 4 thì trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã ghi nhận 12 trường hợp ô tô nổ lốp. Và hiện thời tiết nắng gắt được cho là nguyên nhân ban đầu lý giải cho tình trạng này. Tuy nhiên thì theo nhiều chuyên gia thì cần có sự đánh giá kỹ lưỡng về tình trạng này, bởi nhiệt độ cao của mặt đường thì chỉ là một trong các nguyên nhân gây ra tình trạng nổ lốp này. 12 trường hợp ô tô nổ lốp chỉ trong 4 ngày trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang dấy lên những băn khoăn lo lắng khi lưu thông trên tuyến đường này. Nhiệt độ mặt đường có thời điểm lên tới 63 độ C. Đồng thời, từ km 0 đến km 102 trên tuyến cao tốc này chưa có điểm dừng nghỉ, nên lốp xe ô tô chịu áp suất và nhiệt độ cao trong vài giờ liền sẽ
sẽ gia tăng rủi ro, khiến dẫn đến hiện tượng nổ lốp là lý giải của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, mức nhiệt 63 độ C của mặt đường chắc chắn không phải quá cao mà chưa tới giới hạn khiến ô tô nổ lốp. Trong nhiều lần thử nghiệm về lốp xe, Phó giáo sư Đàm Hoàng Phúc đã đo nhiệt độ mặt đường lên tới hơn 70 độ C, nhưng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, theo Phó giáo sư Phúc, nhiệt độ cao không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nổ lốp, mà vấn đề là ở chất lượng và tuổi lốp xe. Cái sự ảnh hưởng từ nhiệt độ mặt trường đến vào lốp là nó có, nhưng ở tùy theo cái điều kiện cụ thể thì nó mới ảnh hưởng. Và đặc biệt quan trọng nhất đó là gì? Chất lượng lốp. Cái yếu tố quan trọng nhất ở đây sẽ là chất lượng lốp. Thế còn khi mà cái lốp đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ấy, thì với nhiệt độ bình thường trên mặt đường khoảng 70 độ thì nó cũng không làm sao hết cả. Đấy là cái chúng ta cần quan tâm. Cũng theo chuyên gia, việc nổ lốp vì đường nóng chỉ xảy ra đối với những lốp có chất lượng kém, thường xuyên tải nặng hoặc tần suất lăn bánh nhiều nhưng không thay mới theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Còn nếu lốp xe được bảo dưỡng định kỳ, lốp chưa bị mòn tới điểm chỉ dấu cần thay thế, thì việc nổ lốp vì mặt đường nóng là rất khó xảy ra. Thứ nhất là chủ phương tiện không theo khuyến cáo về thời gian sử dụng của lốp. Cái thứ hai nữa là những cái lốp mà không rõ nguồn gốc. Một lý do nữa là có thể là chủ phương tiện sử dụng các cái lốp xe mà nó đã quá cái thời gian cho phép, cũng như là đặc biệt là cái tình trạng khai thác kỹ thuật. Ví dụ như là xe lại chở quá tải, cho nên là cái tải trọng phân bố lên lốp vượt quá giới hạn cho phép. Để tránh hoang mang cho người dân, nhất là khi tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc này, thì chuyên gia cũng khuyến cáo các cơ quan chức năng cần vào cuộc tìm và phân tích rõ nguyên nhân của tình trạng này. Song vấn đề cốt lõi để hạn chế xe bị nổ lốp thì vẫn nằm ở chính người điều khiển ô tô. Có đúng cái tuổi thọ của nó là chúng ta nên thay. Mặc dù nhìn cái lốp xe vẫn còn tốt, thế nhưng thực tế là nó sẽ không đủ an toàn. Rồi nó có bị mòn hay không, chúng ta không nên đi quá những cái giới hạn của nhà sản xuất đã công bố. Và thứ ba là chúng ta sẽ kiểm soát là xem là trên xe có hệ thống, ví dụ như những cái xe chúng ta có những hệ thống về cảm biến áp suất lốp thì nó sẽ cảnh báo nhiệt độ tối đa, những nguy hiểm thì chúng ta sẽ tuân thủ những cái việc đấy. Và trong sử dụng thì chúng ta bây giờ nếu mà đi trên những xe đường cao tốc như vậy thì đương nhiên nhiệt độ ảnh hưởng đến, thì người ta có những giải pháp như bơm khí nitơ. Đưa vào khai thác năm 2022, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài trên 100 km đi qua địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, hiện chưa có điểm dừng nghỉ. Các lái xe nên kiểm tra kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp trước khi di chuyển vào tuyến cao tốc này là cần thiết. Nhóm công tác về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có cuộc họp đầu tiên sau khi được thành lập vào năm ngoái. Chính phủ Thái Lan chỉ đạo các bộ ban ngành tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển vui chơi nhân dịp lễ hội Songkran. Trong năm nay, tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á sẽ cải thiện, dự báo đạt mức khoảng 4,5% và đóng góp tới 2/3 mức tăng trưởng toàn cầu. Và trong số 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực thì Việt Nam xếp thứ 6. Đây là nhận định vừa được trang mạng Yahoo Finance đưa ra mới đây. Căn cứ để xác định 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á trong năm 2024, gồm tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người, cả hai chỉ số này được sử dụng để đánh giá sức khỏe và sự tiến bộ của một nền kinh tế. Theo Yahoo Finance, Việt Nam xếp thứ 6 về tốc độ tăng trưởng ở châu Á, với tốc độ tăng trưởng GDP thực tế dự kiến ở mức 5,8% và tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người ở mức 7,41%. Các nền kinh tế xếp trên Việt Nam bao gồm đa khu hành chính Macau Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Bangladesh và Philippines. Dù được dự báo tăng trưởng khởi sắc, song khả năng phục hồi kinh tế của châu Á còn phụ thuộc vào việc quản lý rủi ro. Các nền kinh tế khu vực cũng phải đối mặt với một số thách thức như khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc, biến động tài chính của một số nền kinh tế có tỷ lệ nợ cao, chuỗi cung ứng kém hiệu quả, cũng như chi phí vận chuyển tăng cao. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Vào ngày 4 tháng 4 tại thủ đô Washington, nhóm công tác về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc họp đầu tiên sau khi được thành lập vào năm ngoái.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang có mặt tại Trung Quốc để thúc đẩy thương mại song phương. Phái đoàn hai bên do Thứ trưởng Thương mại phụ trách thương mại quốc tế của Mỹ bà Marisa Lago và Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn dẫn đầu. Ông Vương Thụ Văn đã bày tỏ quan ngại về các mức thuế bổ sung mà Mỹ áp đặt với Trung Quốc, cũng như các lệnh trừng phạt, hạn chế nhằm vào các doanh nghiệp nước này. Ông khẳng định Trung Quốc cam kết sẵn sàng hợp tác với Mỹ để chủ động thực thi những đồng thuận mà lãnh đạo hai bên đã đạt được và tạo ra một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước để kết nối trong thương mại, đầu tư, hợp tác bằng việc tăng cường tiếp xúc và giải quyết những bất đồng thông qua các nhóm chuyên viên kinh tế và thương mại hai bên. Hai bên nhất trí sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các doanh nghiệp hai nước, bày tỏ ủng hộ đối với các hoạt động thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Hai bên cũng nhất trí tối ưu hóa vai trò của cơ chế trao đổi thông tin và kiểm soát hoạt động xuất khẩu. Cũng trong ngày 4 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gặp gỡ đại diện của Hiệp hội Bác sĩ Nội trú trong nỗ lực tìm tiếng nói chung để tháo gỡ căng thẳng y tế kéo dài 45 ngày qua. Tuy nhiên, chính phủ không có ý định từ bỏ kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh sinh viên y khoa. Và sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã gặp ông Park Dan, Chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp của Hiệp hội Bác sĩ Nội trú tại Văn phòng Tổng thống. Cuộc gặp kéo dài trong 140 phút và Tổng thống Yoon đã lắng nghe những vấn đề của hệ thống y tế hiện tại được Chủ tịch Park chỉ ra và trao đổi ý kiến về việc cải thiện hệ thống y tế. Mặc dù Tổng thống Yoon đã bày tỏ ý định thảo luận về kế hoạch điều chỉnh lại chỉ tiêu tuyển sinh, tuy nhiên điều này không có nghĩa là hủy bỏ việc tăng số lượng tuyển sinh theo kế hoạch. Điều đó cho thấy chính phủ và các giới chức y tế Hàn Quốc khó sớm đạt được thỏa thuận. Tổng thống đã lắng nghe những vấn đề của hệ thống y tế được Chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp của Hiệp hội Bác sĩ Nội trú Park Dan chỉ ra và trao đổi ý kiến về việc cải thiện hệ thống y tế Hàn Quốc. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về cách cải thiện điều kiện điều trị và điều kiện làm việc của các bác sĩ tập sự. Việc đối thoại, thuyết phục để giải quyết xung đột càng có ý nghĩa khi nó diễn ra ngay trước cuộc bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử Hàn Quốc. Đức Thắng, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc. Ngày nay thì chúng ta đã quá quen thuộc với những mái nhà hay là cả một cánh đồng lắp đặt pin mặt trời. Thế nhưng mới đây thì một công ty khởi nghiệp của Anh đã công bố công nghệ mới lắp đặt pin mặt trời trong không gian vũ trụ. Sáng kiến này được cho là sẽ tối đa hóa được lượng ánh sáng mặt trời thu được cũng như đưa nguồn năng lượng sạch đến với các khu vực hạ tầng đường điện hạn chế. Công ty Space Solar cho biết việc đưa các tấm pin mặt trời lên không gian cho phép chúng tạo ra điện 24 giờ mỗi ngày, suốt cả năm, không bị ngừng hoạt động vào ban đêm và không có mây ảnh hưởng đến sản lượng điện tích tụ được. Các vệ tinh rất lớn trong vũ trụ sẽ thu được năng lượng mặt trời dồi dào, chuyển đổi nó thành vi sóng và chiếu nó xuống các trạm trên trái đất. Bằng cách này, chúng ta có thể có được nguồn điện liên tục ở quy mô gigawatt, cả ngày lẫn đêm, xuyên suốt mọi mùa và thời tiết. Đây là những gì chúng ta cần cho tổ hợp năng lượng sạch trong tương lai. Công ty này cũng ước tính chi phí dự kiến của năng lượng mặt trời trong không gian sẽ rẻ hơn giá năng lượng tái tạo hiện tại và thậm chí rẻ hơn đáng kể so với giá năng lượng hạt nhân. Một tấm pin mặt trời đặt trong không gian sẽ tạo ra điện năng gấp khoảng 13 lần so với tấm pin đó tạo ra trên trái đất, và điều này thực sự củng cố tính kinh tế của sáng kiến này. Đáng chú ý, với phạm vi tiếp cận lớn trên bề mặt trái đất, hệ thống này cho phép xuất khẩu điện đến các khu vực vốn đang bị hạn chế về cơ sở hạ tầng lưới điện. Trong bối cảnh lễ hội Songkran, Tết cổ truyền của Thái Lan đang tới gần, chính phủ nước này đã chỉ đạo các bộ ban ngành tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển, vui chơi nhân dịp lễ hội quan trọng này. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cho biết, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 tới, dự kiến số lượng du khách tại 6 sân bay của nước này sẽ đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn một nửa trong số này sẽ là hành khách quốc tế, tăng 46% so với năm ngoái, trong khi số hành khách nội địa sẽ đạt khoảng gần 1 triệu lượt, tăng gần 6,6%. Tại hai sân bay quốc tế lớn nhất Thái Lan là Suvarnabhumi và Đôn Mường, nhà chức trách đã bố trí các bãi đậu xe miễn phí trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 để tạo thuận lợi cho hành khách. Ngoài ra, lực lượng xuất nhập cảnh và nhân viên dịch vụ mặt đất sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo các dịch vụ được thông suốt tại các sân bay. Trong khi đó, công ty đường sắt quốc gia Thái Lan cũng đã có những điều chỉnh để chuẩn bị tiếp đón hành khách, mang đến dịch vụ chất lượng cao, thoải mái trong dịp lễ hội đông người này. Trước đó, dịch vụ đường sắt đã gia hạn thời gian đặt vé tàu tốc hành từ 30 ngày lên 90 ngày.
Sáng ngày 5 tháng 4, tại khu vực đài tưởng niệm quốc gia Monas, biểu tượng của thủ đô Jakarta, thì đã có hàng nghìn người tập trung để chuẩn bị cho chuyến xe về quê miễn phí bằng xe buýt trong dịp lễ Eid al-Fitr năm nay. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta đưa thông tin chi tiết. Từ sáng sớm, hàng nghìn người ở Jakarta và khu vực lân cận đã tập trung ở đây để chuẩn bị lên xe buýt về quê. Đây là chương trình Về nhà vui vẻ do Bộ Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức để hỗ trợ người dân trở về nhà sum họp gia đình trong dịp lễ Eid al-Fitr, dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo. Gia đình tôi năm nào cũng đăng ký về quê theo chương trình này. Vé thì chúng tôi đăng ký ở phường và được lập danh sách hoàn toàn miễn phí. Hành trình của chúng tôi sẽ mất khoảng 10 tiếng và nếu không có chương trình này thì gia đình tôi không thể về quê được. Chúng tôi từ Tangerang đến đây từ 6 giờ sáng và khi có chỗ trống thì được lên xe. Tôi thấy rất may mắn, chúng tôi về quê ở Pekalongan. Trong ngày đầu tiên, có tổng cộng 131 xe buýt, một xe buýt điện và một xe buýt dành riêng cho người khuyết tật tham gia đưa hơn 6.400 người về quê trên các đảo Java và Sumatra. Gia đình tôi có 5 người, hàng năm chúng tôi đều về quê ở Malang, Đông Java theo chương trình này. Đã khoảng 5 năm rồi, đi xe này rất thoải mái, các con tôi cũng không bị mệt. Tôi được phân công nhiệm vụ là kiểm tra, rà soát thông tin của người dân theo danh sách trước khi đưa họ lên xe để bảo đảm các chuyến xe đều đúng và đủ người theo sắp xếp. Theo Bộ Doanh nghiệp Nhà nước, năm nay có tổng số khoảng 99.000 người được về quê theo chương trình Về nhà vui vẻ. Chương trình này thu hút sự tham gia của 88 công ty nhà nước. Ngoài xe buýt, còn có 60 chuyến tàu hỏa và 30 chuyến tàu thủy được huy động cho chương trình. Xe buýt là một trong các phương tiện công cộng được Indonesia huy động để hỗ trợ những người dân trở về nhà, về quê miễn phí trong dịp lễ Lebaran năm nay. Chương trình Về nhà vui vẻ bằng các phương tiện công cộng đã góp phần làm giảm bớt lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông trong dịp cao điểm này, đồng thời hỗ trợ cho những người dân khó khăn có điều kiện được trở về quê nhà. Đỗ Quyên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam từ Jakarta, Indonesia.